Xin chào mọi người. Thì lâu rồi mình không lên cái video mới á. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là đi ra kiếm ốc hút để bắt về mình luộc ăn nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ thì là trời cũng đã xế chiều chiều rồi. Nước ở ngoài sông nó đang cạn á. Thì mình phải ra mình bắt thôi chứ để một lát nước lớn là mình bắt không được nha. Giờ mời các bạn cùng theo dõi mình để xem đây hành trình mình bắt ốc hút nha mọi người. Thì cuối cùng thì Giang cũng đã ra được tới mé sông rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi bắt ốc hút thôi. Tại vì mấy con ốc này nó đang tập trung ở ngoài mé sông nha, nước thì đã xuống rồi. Đây là cái bờ sông ngoài quê mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi bắt ốc hút nha. Mình sẽ đây, mình đã phát hiện ra được một con ốc hút rồi nè mọi người. Thì đây là con ốc hút nha. Thì nó tuy nó hơi nhỏ nhưng mình sẽ bắt luôn. Mình bắt không phải là về ăn, mình lựa những cái con nào nhỏ nhỏ mình sẽ thả ra nha mọi người. Chứ giờ bắt thì cũng không biết là nó bự nhỏ nữa, mình thấy là mình cứ hốt thôi. Có rất là nhiều mọi người ơi. Ốc hút đây có rất là nhiều luôn nè. Quá trời luôn mọi người. Đấy. Mình sẽ đi lựa những con bự mình bắt thôi. Quá trời ốc hút luôn nè. Đây, một em nữa. Ồ, cái khu này quá trời ốc hút vậy ta, nhưng mà nó kiểu như nó chưa có bự mấy á mọi người. Đây. Đây một con nữa nè. Ốc như nuôi quá trời quá đất. Đây một em nữa này, mình sẽ đi xa xa ra hơn coi xem có ốc bự không nha. Đây mọi người, đây mấy con nữa nè, mọi người phải nhìn kỹ vào đây không, ốc hút nè rất là nhiều luôn. Ở quê mình thì ở ngoài mé sông thì ốc hút rất là nhiều nha mọi người. Đây đây các bạn thấy không, đây là ốc hút này. Mình chỉ cần đi một xíu, nếu mà trúng là mình đi chừng một xíu là về đủ một cái nồi liền nha mọi người. Thường thường thì ốc hút này thì mình về mình cắt cái đuôi ra ha, cái mình bỏ vào cái nồi mình nấu lên, mình làm thêm một cái trái dừa để mình làm cái nước cốt nữa, đúng bài luôn. Bữa nay thì trời hơi gió, tại vì còn ảnh hưởng bão á. Ở trong mình thì ảnh hưởng thôi, nhưng mà gió rất là lớn. Thấy không? Đây nè các bạn thấy không, trong kẹt các bạn phải dầm rất là kỹ vào. Đây, thấy không? Nó nằm ở trong kẹt luôn nè, thấy không? Đó. Mình sẽ đi từ từ cho các bạn xem, tại vì nhiều con ở rất là nằm ở dưới á, khó thấy lắm. Mình sẽ đi ra ngoài mé gần cái mà sông hơn, xem nó có bự hơn không nha. À đây rồi. Ở mé ngoài đây có vẻ như những con ốc hút này nó bự hơn nha mọi người. Đây. Thì ở ngoài mé sông thì những con ốc hút nó bự hơn. Ù, có lý vậy ta. Đó. Mình sẽ cố gắng hạn chế quay cái gimbal chứ, để nó bị lắc dữ lắm nha mọi người. Đây. Ốc hút quá trời luôn. Đây một con, các bạn thấy trong đó có một con nữa không? Đó. Đấy. Còn đây là một cái trái dừa mộng. Nó trôi ra đây, nó mọc ở đây luôn à. Mình sẽ đi từ từ thôi. Tại vì có những con rất khó phát hiện ra. Mọi người thấy không? Mình đi một xíu là được gần cả đống rồi nè. Mình mà đi hết cái khu rừng này cái là chắc là bộn luôn. Hôm nay gió quá. Quá gió rồi mọi người. Hôm nay còn ảnh hưởng của bão hay sao? Bữa nay năm tây rồi mà. Hình như mấy con ốc hút mình nó ở vùng có khúc có khúc không đi đây nè. Đã, một con này bự nè. Đây mọi người, mình sẽ, các bạn phải dầm kỹ vào, nhiều khi cái màu của con ốc hút nè, thấy không các mọi người, thấy không, cái màu ốc hút nè nó tiệp với cái màu đất rất là khó thấy luôn nha. Đây đây nó nấp trong kẹt nè, đó rất là dễ bắt luôn. Có vẻ như tháng này nó chưa có bự hay sao nhỉ, những con đó trọng trọng thôi không có bự đâu.
Đây, ở đây cụm này có mấy con nữa nè. Size mini không mua nản luôn nè. Mình bắt rồi sót nữa đó, nhưng mà mấy con này nhỏ quá. Đây, con này có vẻ bự hơn nè. Ốc hút này thì làm nhiều món ăn lắm nha mọi người. Các bạn luộc, các bạn chấm ấy cũng được mà. Các bạn làm gỏi cũng được nữa. Ngon nhất là các bạn làm với nước cốt dừa, béo dữ trời lắm nha. Đây rồi. Thì ở quê mình là vậy đó mọi người ơi, ra ngoài mé sông là có đủ đồ ăn luôn á, không có cái này cũng có kia đó. Ốc hút nè, rồi cua, tới mùa cua là cũng có rất là nhiều, hoặc là ra sông các bạn có mò tôm đâu, các bạn không sợ phải phải thiếu đồ ăn đâu, thiếu gạo thôi. Ở đây mình phát hiện được một con nữa nè, đó không, ở cụm nó, ở cụm nè, ở đây có hai con nè, hai con này nhỏ quá mình bỏ lại nè, trong đây có một con bự nè, đó một con bự nè, mình phải đi thật là chậm để phát hiện ra những con nó núp ở dưới, nhiều khi bự nó núp ở dưới không. Đây, hôm nay mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi luôn. Nhỏ quá, mấy con này size mini quá. Đó. Đi rất là chậm các bạn ơi. Tại vì hồi nãy mình đi mình không có mang giày á, đi gấp quá mình không mang giày á. Chứ ra ngoài mé sông là các bạn phải có cái bảo hộ cái giò chứ. Để xui rủa mình không biết được á. Nhỏ quá. Đây rồi, có một con rất là bự luôn. Nè, các bạn ăn là những con sai vậy nó mới ngon rồi phải không? Nó rất là nhiều nhưng mà nhỏ không à. Cua này nó tập trung khá là nhiều mọi người. Mình thấy. Nhưng mà các bạn phải dầm kỹ vào mới được. Nhiều khi nó nằm ở dưới á. Tập trung ra nhiều thế em, thấy không, các bạn thấy không, mình đi qua rồi mà vẫn còn nè, mình dầm kỹ là mình thấy còn quá trời luôn mấy con. Mình đi qua cái khu rừng khác rồi mọi người, ở đây mình thấy có mấy con nó bự hơn bên dưới kia nè, mọi người thấy không, con này nó bự hơn con kia, dưới kia nó hơi nhỏ nhỏ, bên đây nó bự, nó dài hơn được xíu nè. Đây một em nữa nè. Mọi người thử dòm vô cái màn hình xem đây, các mọi người phát hiện ra được nó không? Đây. Đấy. Nằm nó núp kỹ lắm. Nhưng mà nó bự thì đồng nghĩa với nó sẽ thưa nha mọi người. Nó bự nó sẽ thưa ra. Ốc hút bự không mà mọi người. Trời ơi. Cành phi tướng luôn. Chà bá lửa luôn. Ốc bự, ốc bự à. Khu này có ấy mà quá trời bự ta. Nhưng mà nó thưa quá. Mà con nào con nấy ta cái luôn. Rồi hết rồi, tự nhiên nó ở cụm được mười mấy con vậy cái hết rồi đó. Chà bá lửa luôn. Để mình kiếm được dòng đi coi còn con nào không. Rồi đó, hết rồi đó. Ở cụm vậy mười mấy con xong rồi đó. Tình hình là em còn thiếu trái dừa để em làm cái món ốc luộc nước dừa. Mà nghe nói ông Tám ông đi thẳng bái rồi nên em qua nhà em xin bảy trái dừa.
đời mà. Thất bại là mẹ thành công. Mặc dù sinh không được trái dừa nhưng mình sẽ có cái khác để có trái dừa. Bò kêu quá thôi, giờ đi cho bò ăn cái này rồi tính gì tính nè. Rồi đây là con bò mình nè, giờ mình cho nó ăn cái rồi mình đi kiếm dừa mình về mình luộc ốc nè. Hết chị bò giờ tới mấy chị dê đòi ăn nè. Giờ rồi mình cắt nó ra nè, đó nè. Giờ mình cắt nó ra vậy. Đặng lát mình luộc lên mình dễ hút. Đã thấy nè, mọi người thấy không? Mình phải cắt như vậy nè, một lát mình bỏ lên mình luộc mình mới dễ hút nha mọi người. Nhiều người thì người ta dùng cái dao để người ta bỏ lên thớt người ta chặt, còn mình thì mình lấy kéo cho nó lẹ. Bắt qua mình đi bắt thì về được có nửa ký lô à. Rửa trái lên rồi nè. Giờ thì mình cho một miếng nước vô. Đó. Hình như còn thiếu một miếng nước nữa. Sau khi nước nó có ấy rồi nè, giờ mình bỏ cái sả vô nè, cắt khúc khúc ra. Đó, nước bây giờ nước đang trùng tim rồi nè, giờ bắt đầu bỏ ốc vô nè. Chín này nè, mình gỡ nắp ra nè. Giờ mình đem ra đổ ra để lấy ốc nè. Đổ vô thau luôn. Quá nóng nè. Cuối cùng thì mình cũng luộc xong ốc rồi. Bây giờ tới bước thưởng thức thôi mọi người. Đây là ốc mình luộc nha. Còn đây là hồi nãy mình làm nước chấm rồi nè, đó. Các bạn mới hút như thế này nè. Như vậy mới gọi là ốc hút. Ngon quá. Hút như vậy nè, cái mỏ nó mới cay cay, chứ mà bỏ vô ra trong luôn nó không có cay đã đâu. Hút cái mỏ, vậy cái mỏ nó mới cay cay. Ngon. Quá đã.
Giờ các bạn biết tại sao là ốc hút chưa? Là ốc hút là mình phải hút mới được. Ngon thiệt chứ. Quá cháy. Nhưng mà mình hút vô mình còn cái mài là ăn còn cái mài lại, các bạn nhớ nhả ra nha. Đã. Hiu. Khi cái mỏ nó cay cay đã phải có một ly cà phê mới được. Quá ngon à anh em ơi. Ốc hút này các bạn phải bấm nó sâu sâu lên. Chứ mà bấm cạn cạn như là hút nó không ra đâu. Kiểu như cắt cho nó ngắn ngắn lên vậy nè. Các bạn cắt nó dài quá nó hút cũng khó ra lắm. Ngon quá. Con này cứng đầu. Cái mỏ nó cay cay đã quá hả?